Rồi, mời các bạn hôm nay mình đi vô khu hội chợ hàng Việt ở công viên Viên Lê 8 nha các bạn. Các bạn xem hội chợ hàng Việt công viên Lê 8.
nhiên. Dạ có cơm. Trời ơi, bà đặt xong rồi bà cũng nhớ là bà đặt ở đâu. Bà thương quá, bà quán quá.